Tuy nhiên hôm nay thì có một cái cách mà nó nhanh hơn cái này rất là nhiều, các bạn biết cách gì không? Đó chính là mua tẹp. Các bạn thì học viện thường xuyên của Thanh á, chạy được 2 năm nay thì Thanh đã đào tạo rất là nhiều, rất là nhiều các bạn xe ô tô cũng như là đã chạy dịch vụ cho rất là nhiều bạn. Thì bên Thanh đã làm được một cái bộ tẹp, nó gần như là một bức tranh tổng thể trong ngành ô tô này. Bất kỳ một cái hãng nào, cái dòng xe nào, xe mới, xe cũ, thậm chí là xe tải, xe ô tô đều có thể dùng cái bộ tẹp này được các bạn. Anh đã có một bức tranh rồi. Thì bây giờ rất là nhiều bạn mong muốn là Thanh chia sẻ là cái khóa này, chia sẻ là cái bộ tẹp này. Clip này là Thanh bán cái bộ tẹp cho các bạn. Khi mà bán thì bạn sẽ có 4 cái được gì? Tất nhiên chi phí Thanh sẽ nói ở phần kế tiếp thì 4 cái được. Cái được thứ nhất á là bạn sẽ có sẵn luôn ha, bộ tẹp thực tế. Bạn chỉ việc copy lên cái bản của Thanh, bạn dán vô cái trình quản lý quảng cáo là xong, rất đơn giản. Cái được thứ hai đó là Thanh chia sẻ cho các bạn cái logic chạy của Thanh trong cái bộ tẹp này á, thì Thanh sẽ chỉ cho các bạn những nhóm tẹp nào để các bạn chạy. Thì cái và chỉ luôn cái logic chạy. Khi mà bạn chạy cái dòng xe A này thì bạn biết chạy luôn dòng xe B. Bây giờ bạn đang chạy hãng xe A, 6 tháng sau bạn chuyển qua hãng xe B, bạn hoàn toàn có thể áp dụng cái logic này cho cái hãng xe mới của bạn. Nó cũng ra số nha các bạn.